Kỳ lạ người đàn ông hơn 40 năm sống đơn độc trong hang núi. Thưa quý vị, người đàn ông kỳ lạ đó tên là Pedro Luca. Ông đã sống trong hang ở miền Bắc Argentina suốt 40 năm. Người đàn ông này giờ đã 79 tuổi. Trong suốt nhiều năm, ông sống mà không cần đến điện. Và nước cũng hoàn toàn là nước khe đuối trên ngọn núi cao ở tỉnh Tucuman. Khi đói, ông lại đi săn thú rừng về ăn và nước uống thì sẵn từ khe đuối. Đó là nguồn tinh khiết nhất. Ông chia sẻ về việc uống nước suối của mình. Ở trong cùng hang, ông chỉ có hai người bạn là 11 con gà và hai con dê. Những con vật này ban ngày lang thang khắp sườn núi để kiếm ăn và chỉ trở về nhà vào ban đêm. Gà đến thức ông dậy vào khoảng 3 giờ và ông thường mở đầu ngày mới bằng cách đốt lửa lên. Ông Luca đã được nhiều người dân địa phương ở San Pietro de Colalo nhắc đến và cư dân thị trấn thường xuyên cung cấp cho ông thực phẩm vật tư. Ông mua đến nấm men, ngô và hàng tháng, ông thường xuống bưu điện thị trấn nhận trợ cấp hưu trí khoảng 100 đô la Mỹ, tức khoảng 2 triệu đồng. Trong hang người đàn ông này ở chỉ có duy nhất một phương tiện hiện đại, đó là chiếc đài chạy pin nhỏ. Nhưng ông cũng hiếm khi nghe được đài bởi sống ở trên núi rất yếu. Người đàn ông này dù da rắm nắng và răng rụng cần hết, nhưng ông khá mạnh khỏe. Ông Luca cho biết, dù có thể trở về khu dân cư sinh sống, nhưng ông luôn muốn sống một mình giữa thiên nhiên hoang dã. Trước đây, rất ít người biết đến ông sống trên núi, nhưng sau này, do phương tiện truyền thông đưa tin, nhiều người biết đến ông và giờ thỉnh thoảng học sinh và khách Du lại đến hàng thập ông ông cho biết tôi không bao giờ ân hận vì việc sống ở đây đơn giản vì tôi thích khí trời tự nhiên